Chiều ngày 19 tháng 5, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, quận Cầu Giấy đã có buổi kiểm tra, làm việc với Viện Thẩm mỹ Quốc tế Wonjin số 93 Tô Hiệu. Tại buổi làm việc, thẩm mỹ viện này đã ngừng đón khách. Hiện tại, chính quyền địa phương đã tiếp nhận đơn thư của các nạn nhân, gửi văn bản đến Phòng Y tế quận Cầu Giấy để giám sát, kiểm tra các sai phạm. Ông Tuấn cho biết, sau khi làm rõ các sai phạm như báo nêu, nếu đủ căn cứ sẽ áp dụng các biện pháp cao nhất, đề nghị đình chỉ hoạt động của cơ sở thẩm mỹ này. Trong cái quy định giấy phép của họ thì họ là không có xâm lấn. Mà khi mà họ đã thực hiện những cái hành vi xâm lấn, ví dụ như tiêm vào người của khách hàng thì là họ đã vi phạm. Và chúng tôi cũng sẽ có những cái biện pháp hành chính, ví dụ như là sẽ treo biển. Hoặc là sẽ có đề nghị bên cơ quan công an là sẽ có barrier để hạn chế tuyên truyền vận động cho người dân là cái cơ sở này là đang hoạt động nó vượt ngoài phạm vi giấy phép. Và nếu mà chúng tôi đã có những cái căn cứ xác thực mà chỗ báo đài cũng cung cấp thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng là dùng những cái biện pháp hành chính đó đối với cái cơ sở mà đang là vi phạm, và cũng đề xuất với cả các cơ quan chức năng có thẩm quyền là sẽ dùng những cái biện pháp cao nhất, có thể là đình chỉ giấy phép hoạt động cũng như là tước giấy phép hoạt động. Cũng theo lãnh đạo phường Nghĩa Đô, Viện Thẩm mỹ Quốc tế Wonjin đã nhiều lần bị chính quyền địa phương kiểm tra, xử phạt vì những vi phạm trong hoạt động kinh doanh. Trên thực tế, thẩm mỹ viện này chỉ được cấp phép một số hoạt động liên quan đến kinh doanh phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt trực thuộc công ty cổ phần thẩm mỹ nha khoa Wonjin. Đối với cơ sở Wonjin thì phường đã tổ chức đi kiểm tra hành chính cơ sở 2 lần và xử phạt cơ sở. Một lần đầu thì chúng tôi nhắc nhở, lần thứ hai chúng tôi đã xử phạt cơ sở với mức xử phạt là 7 triệu đồng. Chúng tôi kiểm tra hồ sơ thì họ đang thiếu về cái hợp đồng lao động. Chúng tôi khi tiếp nhận được thông tin thì Ủy ban Nhân dân phường thì cũng đã có văn bản để kiến nghị với cả Ủy ban Nhân quận và cấp có chức năng thẩm quyền cao hơn để hỗ trợ trong công tác để kiểm tra cái cơ sở thẩm mỹ viện Wonjin này. Thì Ủy ban Nhân quận thì cũng đã tổ chức hai lần kiểm tra, vì là do khi kiểm tra thì chúng tôi cũng không gặp được khách hàng, cho nên là việc mà áp dụng cái biện pháp hành chính thì nó cũng rất là khó cho cơ quan chức năng. Theo tìm hiểu của phóng viên, thẩm mỹ viện chui hoạt động trái phép có thể bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng, đồng thời có thể bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn từ 12 đến 24 tháng. Đối với các hành vi quảng cáo dịch vụ không nằm trong danh mục dịch vụ được cấp phép kinh doanh, còn vi phạm vào luật quảng cáo. Trong khoảng thời gian thẩm mỹ viện đó hoạt động mà có gây chết người hoặc làm tổn thất đến sức khỏe của khách hàng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.